Somoviet.vn bán ít nhân quân rẻ nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Xin chào các bạn. Khi đồng đội thấy bên kia có còn cả trạch kêu grot niên bảo lên sách đi. Trời ơi, lên sách thì mình sẽ lên sách nha. Nhưng mà hú hồn thực sự, bị Natalia chơi trò lúc bụi combo tí toang. Mà cái sách của mình dự định sẽ không phải là sách trườn như bạn đấy đói đâu. Tí nữa thì bạn đấy bảo là lên sách, sao không lên sách, thì mình bảo lên sách đây mà, mình có lên mà. Nhưng mà sách thánh em ơi. Ok, và sẽ là sách thánh, nhưng không phải là một quyển sách thánh mà full sách thánh luôn. Trời ơi, lúp lùm liên tục là những pha lúp lùm. Đấy là Natalia bây giờ là cái thanh niên Richter. Nghe đồn đâu đây Richter sắp có trang phục bậc SS hay là SSS xịn sò đấy anh em ơi. Nhưng mà công nhận là đầu game bạn Natalia chơi hay đấy, lúp bụi hay đấy anh em ơi. Lúc cái bụi đấy mình xuống ganh khó dã man luôn. Đi qua đấy cẩn thận toang. Đấy này còn giao su ngắm đấy này. Trời ơi. OBK, hay OBK ơi. Lên là có mạng nè. Rồi, tuyệt vời. Sau đó thì thanh niên Richter, hai cái thanh niên chuyên lúc bụi. Lúc bụi nhiều, có ngày bị út sọt nha. Thực ra Liliana là vị tướng pháp sư, có thể nói là vẫn rất mạnh, vẫn rất là biến ảo, và là vị tướng cũng được sử dụng trong đấu giải rất là nhiều. Bởi vì đây là tướng kỹ năng nên cần có kỹ năng tốt, và khi có kỹ năng tốt rồi thì sẽ đánh rất là ok. Nhưng mà hôm nay thì Mô Việt chơi phong cách full sách thánh, liệu có một trưởng một mạng hay là một quả cầu một đạn hay là một ca một mạng hay không, thì các bạn cùng theo dõi nha. Trời ơi, chắc chết cáo rồi, nhưng mà con cáo siêu thanh còn hồ ly chín đuôi vẫn đi ganh đều đều, vẫn lụm mạng đều đều. Cái đồ này thực ra là đồ trôn thôi, để sốc đam chết một tướng địch bằng một phát cào này hay một trưởng ý, thì mình không nghĩ là có thể làm được đâu. Và cái trang bị này nó rất là đắt, rất là mắc anh em ơi, gần 3k vàng một quyển sách. Như vậy thì 6 quyển sách nghĩa là 18k vàng. 18k vàng thì anh em đánh đến phút bao nhiêu? Sương sương là cũng phải phút thứ 25 26, có khi là phút thứ 30 mới có thể được 18k vàng. Đấy là cái tốc độ farm của người đi mid nha. Còn nếu mà đi rừng mà cắm đầu farm thì chắc cũng phải tầm đến phút 20 anh em ơi mới được 18k vàng. Đấy là còn gọi là farm nhanh nha, farm hay nha, cắm đầu farm thôi thì mới được. Đấy là không biết mình có thực hiện được full sách hay không thì anh em cứ theo dõi nha. Cho hết lấy trụ, sau đó thì cắn người, cắn nó, cào nó. Ok, trời ơi, ta đi đến đâu ta lụm mạng đến đó. Đây là phong cách yêu cầu của khá nhiều anh em yêu thích Liliana. Anh mua bà Việt ơi, chơi Liliana đi. Mặc dù mình làm rất nhiều video clip Liliana, mới đây thôi làm Liliana mà, mới đây thôi có làm cái con cáo chín đuôi là rồi, nhưng mà cũng gần một tháng rồi anh em ơi. Nói chung là say tua tướng, có những con tướng mình làm rất là đều, tháng làm một clip, có khi làm hai clip, nhưng mà có một số tướng là mình cũng quên mất tiêu ấy. Nên anh em nào muốn Mô Việt làm con tướng nào ấy thì nhớ comment nha, mình sẽ thực hiện hết yêu cầu của anh em. Ok, ôi ơi, đừng ngắm bắn, đừng ngắm bắn. Đây, con cáo này chiêu 2 xong là chết nha. Trời ơi, vip quá vip luôn. Lắm mạng con cáo rồi. Trưởng bây giờ cũng khá đau. Trưởng khá đau nha. Sắp tới thì con cáo này không có trang phục mới rồi. Trong khi đó thì khả năng cao Richter có trang phục bậc SS trở lên. Rồi Natalia cũng có trang phục mới, nhưng mà xịn nhất vẫn là Richter. Rồi Nauriel là những trang phục xịn thôi. Sắp tới thì cũng là một con gái cưng của chị gái đán, rất nhiều trang phục, nhưng sẽ không có trang phục mới nữa. Chúng ta phải đợi thôi anh em ơi.
Thực ra con này cũng có nhiều trang phục rồi, có trang phục tuyệt sắc rồi, có trang phục hoành đào rồi, SS thì cũng có mấy cái rồi, có thừa trang phục rồi anh em ơi. Trời ơi, tí thì toang rồi, mày tốc biến nhanh nha. Đánh thường, ui đánh thường cũng có mạng. Em anh thấy thấy khả năng KS nó hên không? Nó thượng thừa, nó đẳng cấp bờ rồ không? Trời ơi. Đánh thường thôi, pháp sư đánh thường thôi cũng có mạng. Các bạn xin nhẹ 10 sao vào mình, xin nhẹ 10 sao mình lên sách. Lên sách đi. Bên kia có con cá chạch. Nhưng mà mình lên sách rồi. Một quyển sách nha. Tiếp tục lên sách nữa. Sách kiểu, bởi vì ngày xưa thì như có cái câu là học nữa, học mãi. Đấy, trận này mình lên sách, sách nữa, sách mãi. Lên sách hoài thôi. Nhưng nếu có cái sách tri hồn cho team chơi không có giảm hiệu ứng hồi phục máu tướng địch, nên đồng đội sẽ khá là khó chơi. Nhưng mà vẫn chơi được. Chuẩn bị cái dòng anh em ơi. Ok, cái hết con rồng, sau đó thì cáo hết chiêu 2 là lên thớt thôi. Trời ơi anh em ơi, lụm nhẹ 7 cái mạng, 8 cái mạng. Game là dễ, game là dễ. Ôi ôi, ôi 9 mạng. Đen thế nhờ, 9 mạng đam sốc nhanh quá nên cho mình không kịp lướt chiêu cuối. Hiện tại thì hè cũng đã đến khá là lâu rồi. Anh em nào muốn có lịch chơi game ý, cùng bạn bè, cùng đồng nghiệp thì nhớ là lên shop moviet.vn kiếm cái lịch về chơi game. Lịch liên quan, lịch Free Fire, lịch tốc chiến, lịch PUBG, game gì cũng có. Nhất là những cái game chơi cùng bạn bè đều có lịch để các bạn chơi game trong dịp hè này. Ok, trời ơi ngắm cũng khá là gắt đấy. Ui cá kìa, ui tính cắn mình. Ui áp lực dã man, áp lực rồi anh em ơi, áp lực rồi. Team bạn bắt đầu chơi cho áp lực với Yasu rồi. Đấy, khả năng cấu rỉa của Natalia rồi. Từ từ nha, hết máu rồi. Thực ra trận đấu này là team mình nét đánh khỏe hơn nên là yên tâm, phong cách này chơi được. Lyanna là chất tướng late game rất khỏe, cũng giống như gấu Zuka đó. Và con tướng vừa có trang phục bậc S xong, ôi đội đòi giết anh em, ôi đòi giết, trời ơi là mình lú luôn. Đây cái thanh niên này này cũng rất là khỏe late game nha, nên late game là yên tâm chơi được. Nhưng bạn của mình nheo xu rồi, nheo xu thì không tính tiền rồi. Nheo xu thì đánh cảm hứng lắm anh em ơi. Nhiều bạn đánh rất là hay, nhưng mà nhiều bạn đánh thì đôi khi là có khi rất, có lúc rất là hay, ngắm rất là chuẩn, nhưng có khi ngắm toàn chật thôi. Nên là con tướng này nó hên xui lắm anh em ơi. Đấng mới của Game Combine mà. Ok, hai quyển sách rồi. Phút thứ 11 mình mới được hai quyển sách mà mình ăn mạng được nhiều nha anh em ơi. Đấy, các bạn có thể đấy là món sách là cái món đắt như thế nào. Cực kỳ đắt nha. Trận đầu cáo này, cáo ăn thì cáo rồi, nhưng mà cáo kia có chiêu 2 chạy, thế thì ăn thịt Natalia. Trời ơi, thực sự là lụm mạng nhiều quá cơ. Nhiều quá luôn. Nhiều quá nhiều luôn. Ui, thôi, lướt chạy. Trời ơi, lụm cái đầu. Thực ra khi mà lên đồ trùng nhau, nó sẽ bị trùng nội tại. Và anh em thấy đấy, bây giờ thì mình cũng thực sự chưa khỏe lắm đâu. Nếu mà lên thì kiểu lên 5 quyển sách thánh này, một cái vương miện hệ kết này, đó, một cái đồ xuyên giáp này, ở tí 4 quyển sách thánh đi thì nó sẽ sốc đam sướng hơn. Chứ full sách thánh thì khả năng sốc đam nó cũng không có đâu. Với sách thánh em đều biết là có 400 công phép, 6 quyển, 6 × 4, 2400 đấy. Nhưng mà nếu mà anh em chơi kiểu khác, ui lại có mạng. Rồi, chạy thôi. Bắn trưởng từ xa thôi. 4 quyển sách thì anh em sẽ có 1K6, 1K6 cộng với
Vương Miện Heket nữa là đâu đây cũng được hơn đấy anh em ơi, rồi cộng cái đồ xuyên giáp phép nữa là hơn. Mấy cả mình kia kiểu kia thì mình có sẽ có xuyên giáp phép sẽ mạnh hơn, nhưng tất nhiên là cái con tần full sách thánh thì nó trông rất là thú vị và đặc biệt, kiểu lên một loại đồ mà lúc nào cũng đặc biệt là cái sách thánh nó rất là đắt anh em ơi. Ok, 12 mạng luôn. Công nhận là cũng chơi được đấy anh em ơi, nhưng mà có cái giày xuyên giáp phép cơ. Rồi, con cáo này là tiếp tục bị cáo cắn. Cáo cắn cáo anh em ơi. Ok, 13 mạng phút thứ 13 với 3 quyển sách. Và video clip mô Việt trời cáo Lidiana full sách, sách thánh như thế hết rồi. Xin chào anh em và hẹn bạn clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.